xúc của anh hát ca khúc này rất là xúc động. Tại vì khi được hát ca khúc của U, tại vì trong nghề thì Tuấn Anh cũng hay thường gọi U là U. Được khi bắt đầu chập chững bước chân vào nghệ thuật cách đây 10 năm, 16 năm thì chưa biết hát một câu hát như thế nào, U như một người thầy, một người mẹ dạy với ca sĩ Tuấn Anh, cũng như là từng câu chữ, từng cách phát âm tròn vành rõ chữ hay là nhả hơi lấy hơi như thế nào, U cũng như là một người thầy, một người mà Tuấn Anh rất là ngưỡng mộ mà kính phục. Có kỷ niệm nào với nghệ sĩ nhân dân Dương Liễu mà đến bây giờ thì anh Tuấn Anh vẫn còn nhớ mãi ạ? Có. Với Tuấn Anh thì có rất nhiều kỷ niệm với U, và cái kỷ niệm đáng nhớ nhất là Tuấn Anh thì lại là dân tộc Kinh, không biết hát một câu tiếng dân tộc nào cả. Và khi được đến với những làn điệu, những câu hát của U để truyền dạy cho Tuấn Anh để mà hát như một người mà dân tộc, thì đấy là những kỷ niệm mà Tuấn Anh nhớ mãi về U. U dạy cho mình những câu hát về những câu nàng ới, những làn điệu giá hai, quyền lằn xà xá giá hai, và còn những câu si giang, còn câu hà lều. Và đặc biệt là nghệ sĩ nhân dân Dương Liễu cũng không phải là người dân tộc Tày, cô cũng là một người dân tộc Kinh. Không hiểu tại sao cô lại có thể yêu và hiểu về văn hóa dân gian của Cao Bằng đến như vậy và hát về Cao Bằng hay như vậy. Rất là cảm ơn những chia sẻ của anh Tuấn Anh, và hôm nay thì anh Tuấn Anh rất là bình tĩnh để chia sẻ về cô Dương Liễu, bởi vì là nhắc đến U là mình rất là xúc động. Vâng ạ, kìm nén lại cái cảm xúc của mình. Em hiểu, vì tuần trước thì khi mà cô Dương đúng biết tin là cô Dương Liễu đã không còn nữa thì đài phát thanh truyền hình Cao Bằng cũng có thực hiện một phóng sự để tri ân đến nghệ sĩ nhân dân Dương Liễu, và khi mà chúng tôi phỏng vấn những anh chị em nghệ sĩ của đoàn nghệ thuật Cao Bằng, chị Thu Huệ rồi là cô Kim Tuế, thì tất cả mọi người khi mà trả lời thì không kìm được nước mắt và trả lời rất là xúc động. Và em tin rằng là lúc này thì anh Tuấn Anh cũng có rất là nhiều cảm xúc, và tất cả anh chị em nghệ sĩ ở đây cũng có rất là nhiều cảm xúc. Tuy nhiên là chúng ta đã nén lại, đúng không ạ? Và rất là cảm ơn anh, cũng như là hy vọng rằng là tất cả các anh chị em nghệ sĩ ở đây sẽ luôn có U Liễu đồng hành, và tất cả các quý vị khán giả ở đây sẽ luôn nhớ và trân quý giọng hát và những sáng tác của nghệ sĩ nhân dân Dương Liễu. Xin cảm ơn anh ạ. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều. Quý vị hãy dành một tràng pháo tay cùng tưởng nhớ tới một người U của Tuấn Anh, nghệ sĩ nhân dân Dương Liễu. Xin tự động cảm ơn.